Tính từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng đến nay đã kết nạp hơn 21.300 đảng viên là học sinh, sinh viên, chiếm 7,4% tổng số đảng viên mới của toàn Đảng. Trong đó, khu vực miền Trung Tây Nguyên kết nạp được hơn 7.300 đảng viên là học sinh, sinh viên. Tuy nhiên, tỷ lệ này tại Đà Nẵng lại rất thấp. Theo thống kê của Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng, mặc dù đã có nhiều nỗ lực, tuy nhiên, việc kết nạp đảng viên trong sinh viên, học sinh còn quá khiêm tốn so với số lượng sẵn có. Từ năm 2020 đến nay, trung bình mỗi năm có gần 120 sinh viên ưu tú được kết nạp đảng, còn đối với học sinh thì trung bình chưa được 3 em một năm. Thực tế này xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Muốn mà cho các em nhận thức rõ cái việc đứng về hàng ngũ của đảng là như thế nào thì chúng tôi phải tiếp cận những em học sinh đó, và đặc biệt là trong các cái phong trào của nhà trường chúng tôi phải lồng ghép tích hợp các cái nội dung quy định tiêu chí mà về đảng, đa số là các em chưa nắm vững về các cái nội dung đó. Đối với lại học sinh lớp 12 thì cái việc định hướng nghề nghiệp mà trong tương lai cũng chưa rõ ràng, cho nên việc tham gia học lớp đối tượng đảng có nguyện vọng đứng vào hàng ngũ của đảng thì cũng chưa được xác định rõ ràng. Thứ hai nữa là cha mẹ học sinh thì cũng muốn cho con em đầu tư toàn bộ thời gian trong việc ôn luyện để có kết quả tốt nhất trong các kỳ thi. Nắm bắt được những khó khăn, thách thức đang đặt ra, cấp ủy các cấp cũng đã triển khai các giải pháp khắc phục phù hợp với đặc điểm của từng nhóm đối tượng. Có những cái hình thức đào tạo, bồi dưỡng các kiến thức về đảng, cũng như là cái cách hướng dẫn, rồi phân công người phụ trách bồi dưỡng giúp đỡ để các em có thể đứng vào hàng ngũ của đảng. Vì cái đặc thù của học sinh thì làm sao để nó vừa phải nhận thức đầy đủ và nó vừa đảm bảo cái độ tuổi. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo cho các cái tổ chức cơ sở đảng ở các trường học tạo điều kiện thuận lợi làm sao đó để cho các em xác định được cái tư tưởng, cái lý tưởng, tức là phấn đấu để trở thành đảng viên. Và năm nay thì Ban Thường vụ Quận ủy sẽ không còn là cái chỉ tiêu là 3% trên một năm đối với các tổ chức cơ sở đảng nói chung và các trường học nói riêng, mà chúng tôi sẽ giao chỉ tiêu cao hơn để cho các cái tổ chức cơ sở đảng tiếp tục phấn đấu. Dưới sự chỉ đạo kịp thời của cấp ủy cấp trên, nhiều chi bộ trường học đã chủ động quyết liệt trong công tác phát triển đảng trong học sinh. Tuy nhiên, thực tế ở cơ sở cho thấy vẫn có nhiều điểm nghẽn. Trong đó, dễ nhận thấy nhất là nguồn quần chúng ưu tú để xem xét kết nạp vào đảng trong các trường trung học phổ thông, mặc dù có số lượng đông, nhưng số có đủ điều kiện tiêu chuẩn chiếm tỷ lệ thấp do sự ràng buộc cứng về độ tuổi xét kết nạp vào đảng. Thời gian của các em học tập tại trường đến tháng 5 là kết thúc. Do vậy, sau cái thời gian này, khi mà nhà trường cũng đã tổ chức cho các em tham gia các lớp đối tượng đảng và muốn phát triển về sau thì phải có sự liên kết đối với địa phương, đối với những cái nơi mà các em tham gia học tập tiếp theo. Rất là nhiều em là phấn đấu tốt, nhưng mà do cái thời gian, cái tuổi không đủ theo quy định của điều lệ nên là cũng khó kết nạp các em ở trường. Nhưng mà nhà trường là cố gắng phấn đấu để đưa cái nguồn đó về địa phương để sau này ở các địa phương tiếp tục là coi như dìu dắt cho các em đứng vào hàng ngũ của đảng. Bên cạnh những nguyên nhân khách quan, trong bối cảnh hiện nay, trước sự tác động của nền kinh tế thị trường và xu hướng toàn cầu hóa, một bộ phận thanh niên có biểu hiện nhạt đoàn, nhạt lý tưởng cách mạng. Điều này khiến việc giáo dục lý tưởng cách mạng, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ gặp không ít thách thức. Vẫn còn rất là nhiều khó khăn khi mà một bộ phận các bạn đoàn viên thanh niên, các bạn vẫn còn rất là hời hợt. Hiện nay thì Ban Thường vụ Thành đoàn đã phối hợp cùng với lại cấp ủy các cấp để mà chúng tôi sàng lọc và rà soát lại các cái bạn đoàn viên ưu tú mà là nguồn mà xứng đáng để đứng vào hàng ngũ của đảng. Và từ đó chúng tôi sẽ đưa ra nhiều cái mục tiêu, chỉ tiêu để cho các cấp bộ đoàn đặt ra và thu hút các cái bạn đoàn viên thanh niên tham gia vào các cái hoạt động của đoàn. Và từ đó chúng tôi sẽ giới thiệu cho các cấp ủy để xem xét kết nạp. Trong di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: "Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết. Học sinh, sinh viên, thế hệ trẻ là rường cột của đất nước, có vai trò to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chính vì thế, phát triển đảng viên trong học sinh hay nói rộng hơn là trong đoàn viên thanh niên
không chỉ là vấn đề xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn trong công tác xây dựng đảng, mà còn là một quy luật mang tính tất yếu khách quan của sự nghiệp cách mạng, đòi hỏi quyết tâm chính trị cao hơn nữa, sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa nhằm đưa việc phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành nguyện vọng, khát vọng của mỗi một công dân trẻ. Có thể thấy rằng bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới từ nguồn học sinh là nhiệm vụ quan trọng, góp phần tăng thêm sinh lực cho đảng, làm cho tổ chức đảng ngày càng lớn mạnh, trực tiếp bổ sung, trẻ hóa đội ngũ cán bộ đảng viên và nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền, sức chiến đấu của đảng. Để công tác này thực sự chất lượng, hiệu quả, cấp ủy tổ chức đảng cần thực hiện có hiệu quả hơn nữa, từng khâu, từng bước, chặt chẽ, nghiêm túc, từ công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp, đến giúp đỡ đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức, để mỗi đảng viên trẻ đều có môi trường để cống hiến, rèn luyện, khẳng định được vai trò trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay.